Các bạn sinh viên thì rất giỏi trong việc trì hoãn, lại thành công trong việc nhồi nhét để vượt qua các bài kiểm tra. Nhưng liệu rằng việc nhồi nhét đó có ứng dụng được ngoài thực tế? Ví dụ trong một nông trại, bạn có thể nào mà đi chơi suốt 2 tháng ròng rồi sau đó quay về đè con bò ra vắt sữa không? Lúc đó không biết nó còn sống hay không nữa, chứ đừng nói chi mà có sữa. Hoặc là bạn có thể nào không gieo hạt vào mùa xuân, đi chơi suốt mùa hè rồi cày cuốc cật lực vào mùa thu và hy vọng rằng sẽ có một cái vụ thu hoạch bội thu. Hoặc một ví dụ, bạn làm việc ở một doanh nghiệp, đầu tháng bạn rong chơi, bạn chả làm gì, đến cuối tháng deadline trễ, KPI không hoàn thành, doanh số không đạt, và bạn hy vọng rằng mà sẽ có một cái tháng doanh số tốt. Có rất nhiều bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên, vẫn cứ nhồi nhét đối phó để đổi lấy những cái điểm số, rồi có được bằng cấp để đi xin một cái công việc mà mình mong muốn, và vẫn cứ hay sử dụng một cái tư duy tạm bợ và ngắn hạn để hy vọng rằng một ngày nào đó mình sẽ có một công việc tốt với một cái mức thù lao tốt, hoặc là thành công về mặt tài chính, về cuộc sống. Và theo mình, thứ duy nhất sẽ tồn tại lâu bền theo thời gian đó chính là những cái quy tắc của tự nhiên. Muốn có một cái quả nào đó, bạn phải làm đất, bạn phải gieo hạt, bạn phải dọn cỏ, bạn phải tưới nước, bón phân, bạn phải chăm sóc nó trong xuyên suốt cái quá trình sinh trưởng và phát triển, cho đến khi nó trưởng thành, cho đến ngày nó ra hoa và kết trái. Và trong công việc cũng vậy, là một nhân viên, chúng ta phải đáp ứng và vượt qua được hết tất cả những yêu cầu và đòi hỏi của công việc đó thì mới có thể phát triển bản thân mình ở tại môi trường đó được. Không có một cách nào nhanh chóng nhảy vô một phát mà ăn ngay và thành công ngay. Nguyên tắc ở đây là làm tất cả mọi việc bằng một thái độ và tinh thần tích cực. Kèm theo đó là những quy tắc và thói quen đúng thì bạn mới có thể đạt được kết quả tốt nhất.